Ngoài thành ngữ chậm như rùa, các bạn hãy tìm thêm các thành ngữ khác cũng có sử dụng hình ảnh các con vật để ví von. Chậm như heo. Chậm như heo. Đội chuột nhắt nghĩ là nhanh như cắt. Nhanh như cắt. Quá hay. Quá hay. Sao mà đội chuột nhắt không nói là nhanh như chuột mà nói nhanh như cắt? Em nghĩ cái câu đó rất là có. Rất là quen mà. Dạ. Không có thành ngữ nào mà nhanh như chuột có phải không? Nhanh như cắt đúng và rất hay. Mời bạn Quang Chí. Ngu như bò. Một thành ngữ dùng tên một con vật để ví von đó là ngu như bò. Khi chúng tôi khảo sát